Bunny Garden. Bất thu cái win đây. Xin chào các bạn. Hôm nay mình lười biếng quá cho nên là mình đảm nhận cái vai trò đọc tên của cái game này luôn. Rồi. Thì lần trước là chúng ta đã đến tháng 7. Và trong tháng 7 này thì có sự kiện đồ bơi các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là còn 2 tuần nữa thì mới đến các bạn. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn như bình thường thôi, là đến quán Bunny Garden để mà gặp Kana. Còn 2 tuần nữa thì để xem nào. Tại mình sợ video quá dài thôi. Rồi, chúng ta đến phòng riêng thôi. Rồi, hồi nãy là mình có nói là còn 2 tuần nữa đúng không? Thì mỗi tuần nó sẽ có 2 ngày chúng ta sẽ đến quán được. Tổng cộng là nếu mà mình đến quán cho đến lúc mà đến sự kiện đồ bơi thì chúng ta sẽ phải đến tầm 4 lần các bạn ơi. Như vậy thì video sẽ rất là dài. Cho nên là chắc là bây giờ là mình chỉ chọn rượu thường thôi. Tại mình đang muốn thử là nếu mình chọn bình thì có cái khả năng là Kana bị say đúng không? Rồi mình đang muốn thử xem là có đúng như vậy hay không. Đấy, nhưng mà mình sẽ chọn rượu bình thường thôi. À, đây. Nếu mà say thì cuộc nói chuyện sẽ dài hơn. Hơi tính toán một tí nhưng mà mình nghĩ là các bạn đều mong là sẽ đến cái ngày mà đến sự kiện đồ bơi. Và mình cũng như thế, cho nên là mình muốn đến cái sự kiện đó nhanh. Nhưng mà cũng không vì như thế mà mình bỏ qua những sự kiện bình thường được. Rồi bây giờ là nói chuyện. Ohajiki. Ohajiki là này nghe quen quen các bạn, nghe quen nhưng mà mình không nhớ này là cái gì. Khi mà thời còn nhỏ thì có một thứ gọi là Ohajiki. Kana có biết không? Đã từng nghe nhưng mà lại không nhớ rõ đó là gì. Rồi. Có liên quan đến nhận viên bi. À, đó là những cái miếng giống như là ngọc hơi phẳng một tí và được làm bằng thủy tinh. Rồi, nhớ ra rồi, ở nhà cũng có. Cái này là nhà mà kiểu nhà bố mẹ. Rồi. Cái Ohajiki thì ở nhà ngoại của tôi có. Hay là nhà bà ta. Tại ở tiếng Nhật là mình cũng không rõ là ngoại với nội là như thế nào. Có cái từ riêng nhưng mà mình thấy rất ít người gọi. Rồi. Ở nhà bà có, cho nên là tôi hay thường ngắm nó vì nó rất là đẹp.
もおはじきってどうやって遊ぶんだろう。ん？遊ぶものなんだよね。子供のおもちゃで合ってる？ Nhưng mà cái Ohajiki đó thì chơi như thế nào nhỉ? Nó có phải là đồ chơi dành cho trẻ em không ta? Nếu mà nói chi tiết thì tôi cũng không rõ nữa. Cái nào ta? Mình nói thật là mình cũng không biết cái này là cái gì. Chồng lên thì không đúng. Mà cái từ cái tên của nó thì mình nghĩ là nó là cái đồ để mà bắn nha. Cái đồ bắn giống như nhé, mấy viên, mấy đồ bắn bi vậy. Nhưng mà chắc thế. Này cái câu trả lời đầu tiên là xếp lên. Làm bằng thủy tinh thì mình nghĩ là không xếp lên được rồi. Rồi câu trả lời thứ hai là bắn này. Thứ ba là xếp nó là ngắm thôi. Mình nghĩ là bắn thôi. Cái tên của nó là Ohajiki mà. Hajiku. Tiếng Nhật thì nó có cái từ Hajiku. Hajiku là động từ mà kiểu như là nảy hay là bị phản lại. Khi mà ném cái vật vào tường ấy thì nó sẽ phản lại. Thì cái đó gọi là Hajiku. Cái đó là dùng để bắn. Ohajiki って言うくらいだもんね。あ、đúng rồi. 遠くに飛ばした人が勝ちとかなのかな。Bởi vì cái đó được gọi là Ohajiki mà. Chắc là để mà thi xem là ai ném xa nhất sẽ thắng. À, そんなに気になるならネットで調べようよ。そうすればすぐにわかるよね。À, nếu mà muốn biết thì hãy thử lên mạng cha xem. Chắc chắn là sẽ biết câu trả lời ngay thôi. Đúng rồi, cha thôi. Nhưng mà nếu làm như thế thì hơi đáng tiếc. Đáng tiếc. Tôi định là lần tới sẽ gọi điện thoại hỏi bà xem như thế nào. Chủ đề để nói chuyện mà. Gần đây gọi điện thì toàn kể về những cái sự kiện xảy ra gần đây thôi. Thỉnh thoảng cũng phải nói một cái chủ đề nào đó khác. Haito, ý tưởng đó hay đấy. Đừng có lên mạng tìm kiếm nữa mà hãy hỏi ba đi. Chắc chắn là ba của Haito sẽ vui đấy. Nhưng mà đó cũng phải không phải là chủ đề đặc biệt gì cả. Không, đó thực sự là một ký tự rất là hay. Tôi thực sự nghĩ nó rất là tuyệt. Có thể cảm nhận được là cái lòng tốt của anh Haito. Haito-kun, o sake dou suru? Nó lại gọi rượu đó thôi. Mình có cảm giác như mình có cảm giác như mình bị quên vị trí hay sao. Đồ à. Rồi lần này là gọi đồ ăn. Mình thấy là sau khi gọi đồ ăn xong thì vẫn nói chuyện như bình thường thôi. Anh Haito không thường kể về những cái chuyện đáng tự hào của bản thân nhỉ? Bởi vì tôi không có cái gì để mà tự hào cả.
Hồi là, im mà chẳng nói mà, khó đông mà có là một vũ đền tộc à. Là sao có chuyện đó, chẳng hạn như là những cái sự kiện lúc nhỏ ấy. Sao yu no hito ni hanasu to kimochi ii rashii kara, watashi kiku yo. Enryo naku hanashite mite yo. Kể những chuyện như vậy với người khác thì sẽ rất là cảm thấy thoải mái, tự nhiên. Cho nên là hãy kể thử xem. Những chuyện đáng tự hào. Để xem nào. Uống hết nhanh sữa mà được phát trong giờ học. Thứ hai là cái này là tự nhiên quên mất rồi. Lộn vòng đúng không? Lộn vòng qua cột. Rất là giỏi. Nhớ bạn cụ Trương cực kỳ nhanh. Bạn cụ Trương thì rất là dễ nhớ rồi. Mình nhớ là hồi xưa là cái mà dễ nhất là chính. Mình nhớ là mình thuộc cái chính đầu tiên. Xong rồi sau khi thuộc xong cái chính thì mình bắt đầu nhận ra là trong những cái bạn của chương khác cũng có cái số 9 ở trong đó. Thành ra là nhớ rất là nhanh. Nhớ nhanh bạn của chương. Ồ, như vậy rất là siêu rồi đây. Tôi thì những cái như là ở cái hàng thứ 7 thì nhìn chúng chẳng khác gì những cái lời nguyền. Câu chuyện đáng tự hào của anh Haito thì đáng yêu quá nhỉ. Những người khác thì đại khái đều nói những chuyện như là từng đánh nhau hoặc là đã tăng doanh thu cho công ty. Chẳng phải đã nói rồi sao? Không có chuyện gì đáng để tự hào cả. Nhưng mà tôi lại thích nhất là cái chuyện của anh Haito. Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng. Rồi. Câu chuyện rất là giống với lại tính cách của anh Haito. Vì vậy mà nếu mà có những câu chuyện khác thì kể nhé. Haito-kun, mình không biết là chọn những cái loại rượu mà Kana thích và nó tăng nhiều cái hình trái tim như vậy thì không biết là có ảnh hưởng gì không nhỉ? Cho đến hiện tại thì mình vẫn chưa thấy cái gì mà liên quan đến độ hảo cảm cả. Quà thì đây, mình đã chuẩn bị rồi. Ở cái túi này là được xếp vào màu vàng rồi. Rồi, đồng hồ thử xem. Đồng hồ mình nghĩ chắc Anna cũng không thích đúng không? Không, rất là ít những cái tim. Tặng Makaro là còn thấy nhiều tim hơn ấy. Anh Haito, cái máy rửa bát thực sự rất là đỉnh đấy. Mua thử thì mới phát hiện ra là cái cuộc sống sinh hoạt như được nâng cấp lên hẳn. Đầu tiên là dùng nước rửa sơ qua những cái chén bát, sau đó thì bỏ vào cái máy rửa bát. Thế là nó sẽ bóng loáng. À, phải rửa sơ qua trước à?
器を洗う時間を節約できて、その分他のことができちゃうね。夢のようなマシンだと思わない？Cái máy rửa chén là mình cứ nghĩ là bỏ vào là nó sẽ rửa hết. Tại vì mình toàn rửa bằng tay thôi cho nên mình không biết. Hóa ra là phải như thế à. Sau này mà có cơ hội để mua được biết cách sử dụng. Rồi. Như vậy là tiết kiệm được thời gian này. Rồi trong khoảng thời gian đó thì có thể làm được những chuyện khác. Ở nhà không có chứ là tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà Kana đã mua máy rửa bát à? Không mua. À, vậy thì câu chuyện vừa rồi là sao? Đọc ở trên web bán hàng. Sao? Anh Haito muốn mua không? Cũng không biết nữa. Nghe thì có vẻ rất là tiện lợi, nhưng mà không có thì cũng dạng sao. Chắc là Kana đang phân vân là không biết có nên mua không à, cho nên mới hỏi ý kiến à. Tôi muốn nghe cái câu đó từ anh Haito. Nếu bây giờ không cần thiết thì chắc là không sao đâu chị. Sau khi đọc xong cái quảng cáo thì rất là muốn mua, cho nên là cần có ý kiến bình tĩnh của ai đó. Cái đó thì bây giờ không cần thiết. Với lại nó cũng không rẻ gì cả, cho nên là không nhất thiết phải mua ngay. Kana là kiểu người mà dễ bị ảnh hưởng à? Vâng. Bấm nhầm. Kana nói là khi mà nhận ra thì ở nhà đã đầy những cái món hàng ở trên web rồi. Đầy hàng online rồi. Cho nên là chắc là sau này mà có muốn mua thì chắc sẽ thảo luận với lại anh Haito. Lần này là game gì đây? Tuy game. Đó là cái game mà Đó là cái game màu sắc nha. Cái này thật sự là cái game mà mình cảm thấy bí ẩn nhất cái quầy rồi. Ở trong cái game này, bởi vì game này theo mình biết là thường chơi phải là trên hai người đúng không? Thì cái độ khó nó sẽ kiểu như là tăng lên để thử xem là cơ thể của ai dẻo dai hơn để có thể làm đúng màu. Chứ không phải là chơi một mình như thế này. Chơi một mình như thế này rất là vô nghĩa. Thật sự là cái này. Thật sự mỗi lần đến cái game này là mình cảm thấy rất buồn cười các bạn. Để xem kết quả có giống lần trước không nha. Rồi. Có cảm giác như kết quả giống lần trước. Cái này không biết là có phải random hay không. Chắc là hết rồi.
Có khi là nếu mà mình kiểu như Kana mà say rượu là sẽ có những cái trò chơi khác như vậy. Còn trò này thì mình thực sự không hiểu. Nếu mà chơi cùng với hai tô thì có thể hiểu được. Rồi, có động lực để làm việc rồi. Tuần này như là mình được tăng lương thì phải. Mình nhớ không nhầm là được tăng lương. Đây 103. Rất là ngon luôn các bạn. Thử mua macaron nha. Rồi bây giờ lại kiếm money tiếp thôi. Rồi bây giờ đang là chủ nhật các bạn. Ngày thứ bảy là Kana nghỉ việc cho nên là mình skip qua ngày chủ nhật luôn. Và chỉ còn một tuần nữa thôi. Ngày hôm nay nữa xong là qua tuần tiếp theo là đến sự kiện đồ bơi rồi. Đi thôi. Rồi, bây giờ thử nhé. Mình sẽ gọi Bình. Mình sẽ lúc đầu tiên vô là mình sẽ gọi Bình thử xem. Là sao? Haito-kun, watashi no daisuki na eiga ni deteru hayyuu san ni sokkuri. Anh Haito rất là giống diễn viên mà xuất hiện trong bộ phim tôi rất thích. Dokora na no kana? Sore de Haito-kun no koto kini natte ta no kamo. Chắc có lẽ cũng vì thế mà tôi cảm thấy rất là để ý đến anh Haito. Rất là để ý, hay là cái này gọi là như thế nào. Rất là thích rồi. Không, cái này là kiểu như là chú ý thôi. Nó không có ý nghĩa gì quá sâu đâu. Chỉ là ngoài thời gian ở trong quán thì thỉnh thoảng cũng suy nghĩ đến anh Haito. Tóm lại thì cái bí ẩn đã được giải là bởi vì anh Haito giống như lại viện viên mà tôi thích. Kana nói là Kana thích phim mà đúng không? Thế thì Kana thích thể loại gì nhất? Thử đoán đi. Đâu, thể loại tình cảm, hài hước, kinh dị. Chắc là thể loại tình cảm đúng không? Thử xem. Gần đây thì đặc biệt rất là thích. Kiểu như là tưởng tượng xem phim mà tưởng tượng ra là ở cùng với lại người mình thích đi.
一番好きな映画はね、花を摘み、君に捧ぐっていう映画なんだけど、ちょっと古い映画だから知らないかも。 Hái hoa tặng em mà. Tên của bộ phim là như vậy. Đây là một bộ phim hơi cũ một tí nhưng mà thích nhất. Oh, cái tựa đề này tôi từng nghe rồi. Cảnh mà thích nhất là nhân vật chính hái hoa tặng cho nữ chính ở trên đồi. Đấy cũng chính là cái mà lý do bộ phim được đặt tên là Hái Hoa Tặng Em. Bộ phim đó thì có xuất hiện một cái diễn viên mà trông rất là giống anh Haito. Đã từng thích. Quá khứ à? Bởi vì anh Haito là tuyệt vời hơn diễn viên đó. Cho nên bây giờ nếu mà nói đúng thì là fan của anh Haito nhỉ. Chồng chấp chồng. Tóm lại thì bộ phim rất là cảm động cho nên là hãy thử xem nhé. Nếu được thì cùng xem nhé. Có gì có thể giải thích được bởi vì kiểu rất là rành. Do là được cái này kiểu như là có ở trên mạng internet cho nên là có thể xem tại nhà được. Đây, đến lúc này Kada mới nhận ra là xem tại nhà. Vừa nói gì thế? Rồi. Kiểu là anh Haito đã hiểu chưa? Ý của tôi là tôi thích bộ phim đấy. Bây giờ là vẫn là rượu này thôi. Không biết là một bình như vậy là có say không, cho nên mình đang thử các bạn. Sao thế? Tự nhiên lại thở dài. Không lẽ là không vui à? Không phải, ngược lại. Vừa rồi là thở dài vì hạnh phúc. Thế tức là sao? Không đặc biệt có ý nghĩa gì sâu cả. Chỉ là tự nhiên cảm thấy bây giờ hạnh phúc thôi. Ước gì khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi. Khoảng thời gian này, khoảng thời gian này thì chẳng phải lúc nào cũng giống như vậy sao? Cũng không hẳn là làm chuyện gì đặc biệt. Haito-kun ni totte wa sou nanda.
るほどね。私は違うんだけどな。Hóa ra đối với anh hai Tô thì khoảng thời gian này bình thường à. Ra là vậy. Tôi nghĩ tốt thì là hai Tô cùng tôi cố して過ごす時間が特別で幸せなんだけどな。Đối với tôi thì khoảng thời gian mà được ở cùng với anh hai Tô là rất là đặc biệt và vui vẻ. Hai Tô cùng là khác ứng đó nè. Shock đó nè. À, 幸せな気持ちがどっか逃げた。Anh hai Tô thì không đu, không phải như vậy vậy. Sốc đây. À, hạnh phúc chạy đâu mất tiêu rồi. Xin lỗi. À, thật ra thì tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà được ở cùng với lại Kana. Đáme đà, tôi chorôi cả mồ. 今の言葉で顔ニヤニヤしちゃうもん。わあ、困った困った。はい。でも思い切って上京してきてよかったな。こんな素敵な出会いがあったんだもん。Nhưng mà thật tốt vì đã lên Tokyo. Nhờ vậy mà có thể gặp được anh hai Tô. Hình như lý do mà Kana lên Tokyo là vì đại học đúng không? それもあるけど、一番は夢のためかな。実は私、女優さんになりたくて上京したの。À, như vậy cũng đúng, nhưng mà lý do lớn nhất là vì muốn trở thành diễn viên. 映画に出てる女優さんに憧れて。お父さんの大反対を押し切って結構大変だったんだよ。あ、ngưỡng mộ nữ diễn viên ở trong một bộ phim, sau đó thì cãi lại lời của bố và cứ thế lên Tokyo luôn. À, khoảng thời gian đó thì thực sự rất là khó khăn. 内緒だけど今のオーディションとか受けてるんだよね。Cái này là bí mật nhé. Hiện tại thì vẫn đang gọi là tham gia vào những cái audition. Ra là vậy à. Hy vọng là Kana có thể trở thành diễn viên. Arigato. Demo ii no? Watashi ga jouyou san ni nattara te ga todokanaku natchau kamoshirenai yo. Cảm ơn. Nhưng mà như thế thì đối với anh hai Tô thì có ổn không? Nếu mà tôi trở thành diễn viên thì sẽ không thể với được tới nữa đấy. Hoàn thành được ước mơ của Kana là quan trọng hơn. Vừa cảm thấy vui, nhưng mà lại vừa cảm thấy hơi buồn. もし私が女優さんになれても、私に手を伸ばしてくれなくちゃ嫌だよ。私の方からも手を伸ばすから。Nhưng mà dù tôi có trở thành diễn viên đi chăng nữa thì anh hai tôi cũng đừng rời xa tôi chứ. Kiểu kiểu như vậy. Mà nan chatte. Dame da. Kono wadai yame yo. Chutto doki-doki ga sugiru. Thôi, dừng chủ đề này tại thôi. Nói đến chủ đề này thì tim cứ đập thình thịch. Haito-kun to issho da to jikan ga tatsu no attoyuu ma da na. Haito-kun, mou sukoshi osake nometari suru? Arigato. Mou kaechau no ka to omotta yo. Nani nomu no? Cứ rọi rượu này thôi. Thôi tặng quà.
Diamond gần sắp sửa như là tặng hết toàn bộ rồi. Kana có nguyện vọng kết hôn hay gì không? À, như thế có phải là anh Haito đang tỏ tình không? À, không chỉ là hỏi chơi thôi. Tán tiếc vậy. Chỉ là đùa thôi. Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà nói sao vậy? Là chỉ có ở gần đây thôi. Vậy à? Thế thì Kana thích kiểu người như thế nào? Thích người lớn tuổi hơn hay là người nhỏ tuổi hơn? Hay là tôi chẳng hạn? Đâu thử chọn xem. Mình cảm thấy rất là nghi ngờ các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là hai tôi chẳng nhận ra. Anh hay tôi có thể bình thản và nói ra những lời kiểu tán tỉnh như vậy. Rồi. Nhưng mà nếu mà được ở cùng với anh Haito thì chắc là sẽ rất là hạnh phúc. Đây chỉ là nếu như nhé. Nếu như mà có thể kết hôn với là anh Haito thì chắc chắn là tôi sẽ có thể khiến anh Haito cảm thấy rất là hạnh phúc đi. Để đáp trả lại những gì mà anh Haito đã làm với tôi từ trước đến nay. Cảm ơn. Nhưng mà hiện tại là cũng đủ rồi. Bởi vì lúc nào ở cùng Kana cũng vui, hạnh phúc cả. Vậy anh Haito có muốn luôn ở cùng tôi không? Đó có phải là cầu hôn không? Anh Haito thật đáng ghét, cứ kiểu như là đáp trả như thế. Trả lại cái câu mà lúc đầu là Kana nói. Đây chỉ là hỏi chơi thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà thật sự thì tôi rất muốn ở cùng với lại anh Haito đấy. Cho nên là nếu mà có thêm nhiều thời gian để ở cùng nhau nữa thì chắc là sẽ rất là vui. ASMR. Rồi, nội dung lần này là kiểu Kana xem TV và thấy là nghe nói là nếu mà ôm ấy thì sẽ có cái tác dụng là làm cho thư giãn. Đấy, thôi cho nó là ôm để thử coi là có thực sự thư giãn không.
Đấy, đại loại như vậy. Nếu bạn nào tò mò thì người cho tôi mua game. À, rồi. À, đi chơi à? Rồi đi thôi. Karaoke. Giọng hát của anh Haito quá tuyệt. Cảm ơn. Nhưng mà giọng hát của Kana thì cũng rất là hay đấy. Có thật không? Như thế thì không uổng công luyện tập. Kana đang luyện tập hát à? Hiện tại là đang theo học ở một cái giáo viên mà dạy cách luyện giọng và cách hát. Ồ, thế thì hay định nhỉ? Hát là... cái này như thế nào đây? Học hát một cách nghiêm túc à? Thấy giỏi không? Khen đi. Nhưng mà không chỉ hát thôi mà còn luyện tập nhảy với lại cả diễn xuất nữa. Học đến tận 3 bộ môn được à? Lại còn vừa làm việc nữa. Kana hay thật đấy. Vì giấc mơ của bản thân thôi. Nhưng mà bộ môn nào thì cũng rất là vui, cho nên là không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại là cảm thấy rất là hóng cái tiết học tiếp theo. Có thể vui vẻ là mà học là tốt rồi. Nhưng mà cũng phải để đến cơ thể, vì cơ thể chịu gánh nặng. Anh Haito đang lo lắng cho sức khỏe của tôi sao? Anh Haito cứ liên tục làm cho tôi cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu mà cảm xúc của tôi có chuyện gì xảy ra thì phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Trách nhiệm. Không có gì đâu. Muốn nghe Haito hát nữa cho tôi là hát đi. Đã nghe được anh Haito hát rất là nhiều hôm nay là cực kỳ thỏa mãn luôn. Anh Haito có cảm thấy vui không? Tất nhiên rồi. Vậy thì chúng ta lại đến karaoke rồi nhé.
Rồi, đến tầng đồ bơi rồi các bạn ơi. Đấy là chỉ có tầng này thôi đúng không? Rồi. Ở đây bây giờ mình đi luôn nhé. Mình thấy là money kiếm cũng nhiều rồi cho nên là không cần nữa đâu các bạn ơi. Nói vậy thôi chứ tầng này là mình muốn đến nhanh cho nên là mình bỏ qua. Ê! Tất cả mọi người đều... Ô, tuyệt quá, hôm nay là đồ bơi. Thật tốt vì mình đã sống tới tận ngày hôm nay. Nè, Haito-kun, sẵn nà nì jiro jiro mì nài đi yô. Kết cô hà zi ka xì in đà yô, cô nè. Ờ, nhầm. Anh Haito đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ. À, cái này khá là... ngượng đấy. Ở cái kệ đằng sau hình như là có rất là nhiều rượu ngon vậy. Dạ vợ. Lần này nên uống cái gì đây? Thanh niên dạ vợ các bạn. Dạ vợ nói là nhìn qua cái kệ đằng sau chứ phải nhìn Kana. Hôm nay có rượu gì mới không? Không à, chắc là chỉ ở dưới đây rượu thôi. Gọi thử cái này để xem là rượu này chất lượng hơn không. Kỳ nghỉ trước là lại xem bộ phim yêu thích của mình nữa. À, là bộ phim mà Hái Hoa Tặng Em đó. Haito-kun, watashi ga hanashita koto oboete kureteru nda ne. Ureshii yo watashi, hontou ni. Anh Haito nhớ những chuyện mà tôi đã nói, thật sự là khiến tôi rất là hạnh phúc. Tất nhiên là nhớ rồi. Cảnh mà Kana thích nhất là đây ở trên đồi. Nhân vật chính Hải Hoa. Rồi. So, 主人公が花を摘んでヒロインに渡す場面. 主人公 Haito-kun に似て るん だよ ね. Nhân vật chính Hải Hoa và tặng cho nữ chính. À, nhân vật chính đó rất là giống anh Haito. Xem hết lần này đến lần khác rồi nhưng mà mọi lần xem đều cảm động cả. À, Kana thực sự thích bộ phim đó nhỉ? Revival Revival là gì? Kiểu là chiếu lại trên rạp đó. Haito-kun, anh Haito có hứng thú không? Đó là bộ phim mà Kana rất thích đúng không? Tất nhiên là có hứng thú rồi. Thật không? Thế thì cùng đi xem nhé. À, nhưng mà quả nhiên là không được, không thể cùng anh Haito đi xem được. Sao thế? Bởi vì xem, mỗi lần xem là sẽ khóc. Không thể nào cho anh Haito thấy khuôn mặt mà lấm lem như thế được. Tôi không để những chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi thì để ý, tôi không muốn để anh Haito nhìn thấy vẻ mặt tồi tệ của mình. Haito-kun,
嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。何飲むの？あ、私もいただいてもいいかな。これとっても美味しいよね。私大好き。いただきます。私大好き。ハイト君、家に帰ったら部屋着に着替えたりする？ Mỗi lần về nhà thì anh hay tôi có thay sang trang phục ở nhà không? Thay thì thường là thay những bộ như là những cái này là jersey. Jersey thì mình không biết là tiếng Việt của nó là gì. Mình chỉ biết nó trông như thế nào thôi. Giống như là đồ thể thao ấy. Thường là thay jersey. Còn Kana thì sao? Không muốn nói. Không muốn anh Haito nghĩ rằng là một người tùy tiện. Tôi sẽ không nghĩ thế đâu, hứa đi. Cho nên là nói đi. Pajama, pajama bình thường thôi mà. À, pajama à. Pajama thì thường là sẽ thay trước khi ngủ. Thấy chưa? Đó cho nên là mới không muốn nói đây. Mà pajama thì cũng rất là thoải mái. Cũng không hẳn là bị ai đó nhìn, cho nên là cứ mặc đi có sao đâu. Nếu như anh Haito mà có dịp đến nhà thì tôi sẽ không xuất hiện trong bộ pajama đâu. Vậy bạn an tâm đi. À, có nghĩa là tôi sẽ đến nhà Kana chơi sao? Đó chỉ là chuyện nếu như thôi. Nếu như có cơ hội thì tôi sẽ mặc một trang phục thật dễ thương để tiếp đón anh Haito. À, chỉ là nếu thôi. Nhưng mà dù có là pajama đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vui thôi. À, tiếp tục gọi bình nhé. Hôm nay thử gọi bình xem. À, gọi hình như là gọi đến cái này thì mới dễ say cái vậy. Ê, rượu mà chất lượng cao đây. À đúng rồi, đây là gọi cho bản thân mà đúng không? Gọi cho bản thân thì gọi bình thường được rồi. Gọi bình. Nếu mà gọi hai bình thì chắc chắn là bay màu money nhanh luôn. Rồi cái túi này đây. Mặc dù là nó màu vàng đấy nhưng mà không biết là như thế nào. Cái này là cái túi mà Kana muốn có rồi. Sẽ trân trọng nó. Ờ, khuôn mặt của Kana khá đỏ, có sao không? Say rồi. Như là đúng thôi, là những loại rượu đắt tiền là sẽ dễ bị say cái vậy.
À, bình thường thôi mà. Thật sự là say rồi. Chơi game tỏ tình chứ. Game tỏ tình. Game tỏ tình là kiểu như là nói ra những bí mật cơ. Hay sao? À, cái từ tỏ tình này là nó còn có ý nghĩa là kiểu như là giải bày. Đó thì giải bày bí mật là cái gì đó. Thế mà game mà Kana nói là game mà tỏ tình. Hai chin kara douzo. Watashi ni ai no kokuhaku o shite kudasai. Hajime. Bắt đầu từ Hai chin đây. Hãy tỏ tình với tôi đi. Thử xem. Cái là thích này, yêu này, không được này. Đâu thử tỏ tình đi. Ai shite runda. Hai chin watashi no koto ai shitta ka? Mo komatchitta na. Hontou wa komatte nai kedo. Ê, gần thế. Bạn cách là rừng cái bạn. Doki doki shite kichatta. Nani kore? Nanka okashii kiga suru. Osake o nomi sugichatta no kana? Ừ, sore de doki doki shite run da to omou. Uống rượu quá nhiều cho là tim đập thình thịch. Không phải là Kana sẽ tỏ tình sao? Đamme, deki sou ni nai. Game wa Haichin no kachi de ii yo. Không được. Không thể làm được. Coi như là Haichin thắng đi. Okashii na. Dou shichattan daro, watashi. Thật kỳ lạ, mình bị như thế nào vậy? Nè nè hai chi, hachi de issho ni game shitai. Chơi game à? Ii desho. Nè, ii desho. Ồ, lại là game chữ T. Arigato hai chi. Idou suru yo. Hashimoto kiyo tsukete ne. Nhưng mà giờ đang say đúng không? Đang say thì để như thế nào? Đây là đồ bơi chắc không sao đâu nhỉ. Đây là đồ bơi chắc không sao các bạn. Hy vọng thế. Ơ, có vẻ khác nè các bạn. Ơ, thua rồi, nhanh thế. Nhanh thế. Đang say rồi. Đến giờ rồi. Tottemo shiawase kibun. Haichin to osaberi shite osake nomu no daisuki. Ơ? Rồi, game này thực sự rất là tuyệt các bạn.
mình vẫn không thể nào hiểu được cái game chữ ti nó có ý nghĩa gì, nhưng mà không chỉ là có thể nhìn thấy được đồ bơi của Kana mà những người khác thì chúng ta cũng thấy được sau lưng các bạn. Thật sự rất là tuyệt luôn. Rồi, tuần này coi như là mình đã được xoa dịu một cách rất là đầy đủ luôn. Rất là hạ mạng rồi. Thế nên là mình dừng lại tại đây nha các bạn. Rồi, thì vẫn còn một ngày sự kiện đồ bơi nữa và chúng ta sẽ để cho tuần sau. Bây giờ thì video này sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu thích video này hãy bỏ cho mình một like, đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lấy chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bao nhiêu chấm như vậy chị đã xem hoặc chị đây con đáng yêu, mình sẽ tìm cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Bye bye.